một bộ lọc dạng Kenwood cực hay, tôi lại rất được vui vẻ test cho khách ở thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Hôm nay phải nói là một ngày của khách Hưng Yên. Một con âm ly Yamaha A5 tôi mới test đã có khách ở huyện Tiên Lữ Hưng Yên đã đặt. Con này tôi sẽ test lại cho khách trước khi đóng hàng đi. Kenwood GE7 phải nói luôn các bác nhá, tôi bán rất nhiều lọc rời. Lọc rời đây kích thước thì nó sẽ to hơn, nó đẹp hơn nếu bày. Nhưng về chất âm, tôi dám khẳng định con lọc dàn này nó hay, có khi hay hơn con lọc 6 triệu tôi bán của lọc rời. Tại sao nó có cái giá 3 triệu? Bởi vì kích thước nó nhỏ, kích thước bề ngang nó nhỏ, chứ bề sâu thì thật ra nó sâu hơn lọc rời. Lọc rời nó chỉ sâu đây một lần này, nhưng cái lọc dàn này nó sâu hơn đến là gần 10 cm. Bởi vì tại sao nó phải sâu? Nó làm bề ngang ngắn thì nó phải làm bề sâu, sâu thì nó mới để hết các vỉ mên. Còn cái vỉ của bọn bên này thì nó đặt theo chiều dọc, nó chỉ làm ngắn nên các bác đặt lên âm đi thì nó sẽ hụt. Nhưng mà đổi lại thì nó được rẻ tiền, như đổi lại như lại được người ta gọi là mất cái lọ được cái chai. Thì cái này nó lại được cái chất âm cực hay. Với lại kiểu nháy đèn của nó thì khỏi phải bàn. Và những mẫu lọc này đều hàng tuyển chọn lên là rất đẹp, đẹp xuất sắc luôn nha. Đèn nháy mưa rơi hai bên, nó làm nút bấm chỉnh tần số bát viết chép từ trái sang phải. Có nhiều mẫu lọc thì nó chỉ chỉnh cho bên trái một, bên phải là một. Như đây nó dàn đều sang hai bên, có nghĩa độ chi tiết cực kỳ lớn, từ 32 đến 16.000, nhưng nó chia ra làm các khoảng rất là dày. Đây là nút nguồn, còn đây là nút có equalizer hay không. Đây bấm vào đây nó sáng chữ equal này. Đấy là không có lọc. Lọc này nó có 5 chế độ lưu do người dùng lưu, M1 đến M5, memory là nút nhớ. Còn 5 chế độ này là lưu của máy. Đây, máy nó lưu sẵn, nghĩa mình không chỉnh được nữa. Không biết có chỉnh được không nhỉ? Chỉnh lại nhưng mà nó vẫn không lưu được. Có nghĩa chế độ máy là mình chỉnh xong thì mình không lưu được. Như chế độ người dùng thì mình sẽ lưu lại được. Có nghĩa mình thích thay đổi thì mình vẫn thay đổi được. Như cửa của máy mình sẽ không thay đổi được. Đấy, 5 kiểu, nó 5 khu nhạc rồi. Còn bên này tôi đã lưu sẵn 5 kiểu nhạc. Nói chất âm nó quá hay luôn. Tôi sẽ quay mặt sau trước khi gửi cho khách. Đây là tín hiệu vào, tín hiệu xuất xuống âm ly. Hàng bãi nguyên zin 100%. Tôi sẽ mở nhạc to hơn mới các bác cùng nghe thưởng thức cái chất lọc con này. Nó đẩy các giải âm lên cực kỳ gấu luôn. Âm ly mà chỉ cần cái con tầm 4-5 triệu, khi ghép vào lọc thì nó trị giá lên tầm 15 triệu luôn. Vì chất âm nó hay lên như thế luôn. Nhớ hoài nhớ nhau muôn đời. Đấy là không có lọc nhá, bấm vào nút equal. Tôi nên em cách xa tôi rồi. 5 chế độ tôi đã lưu đây. Bấm vào đây các kiểu nhạc nó sẽ thay đổi. Là chỉ chế độ số 4, tôi đang để lời nó thấp, tôi cho lời cao lên này. Tôi sẽ bấm lại nút memory, bấm lại vô xuống, à, nó đã lưu được số 4 rồi. Cái số 4 lúc nãy nó xuống thì bây giờ nó đã lên trên. Nghĩa cách sử dụng thì nó rất đơn giản thôi, các bác chỉnh xong, giả sử chính bấm vào số 4 này, chỉnh xong đi, xong ấn memory, ấn lại số 4 là nó lưu lại. Vâng, xin chào, xin cảm ơn sự nhiệt tình ủng hộ của quý khách khắp nơi, tin tưởng.